Hello cả nhà, cảm ơn mọi người đã quay lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình đang có mặt ở cái bãi máy công cụ ở Singapore để mình xin cái mình review cái nguyên cái bãi này cho mọi người xem nha. Bãi máy rất là đã luôn. Máy này có nhiều máy cũng nhập trực tiếp bên Nhật về, rồi cũng có máy là sử dụng ở Singapore mà xài rất là đã. Có máy Trung Quốc, máy Đài Loan, máy đủ thứ các máy dân, nói chung Singapore xài nhiều hàng lắm. Đài Loan, Trung Quốc, rồi châu Âu, rồi hàng Nhật, đã lắm luôn mọi người. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem nha. Đây mình review cái con Okuma. Con này gọi là thứ dữ luôn á. Con này chắc cũng ở bên đây ta nhập trực tiếp ở bên Nhật về. Con này hệ điều hành Okuma OBS 7000 đó. OSB 7000M. Rất là đã lắm mọi người. Hàng này là nhập nguyên con từ Nhật về luôn. Quá trời bự. Okuma máy phay chà bá lửa luôn đó. Mình qua đây mình hay kiếm mấy cái hàng mấy hàng hệ, hàng này hàng kia cho các anh em ở Việt Nam xài. Ở đây có hai con khoan nè, US66 Yoshikawa. Hai con khoan này bán cũng có giá lắm ha mọi người. Mấy anh em nào mà biết xài mấy cái khoan này thì ok. Khoan nó bắn dít gì đó mình cũng không biết nữa. Qua đây mình ở đây có con máy tiện này là máy tiện Trung Quốc. Con này chắc chống tâm được 2 mét. Đây hàng quá, người ta lại đem về là máy xài hết trơn luôn. Model của nó là CINL 450G nhân 1500. Đó, con này thì có hậu đồ đầy đủ, băng rất là đẹp luôn. Máy tiện mua quan trọng nhất là cái băng với hộp số. Đó, xài ít xài nhiều là mình coi cái băng. Đây con máy tiện 2 mét. Anh em nào có muốn mua máy móc gì thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Số điện thoại ở Việt Nam là 0939699788. Thì điện số điện thoại đó mà mình điện về vẫn được bình thường. Hoặc là Zalo, Viber cũng được hết. Đó, mọi người nhớ theo dõi kênh của mình nha. À, ở đây có con máy CNC chạy phân nút. Con này CNC phân nút Ichiseki. Đó, model là XV Sugi 560A. Con này rất là đã luôn. Chung hàng quá này, ở đây là đẹp lắm. Để em đi vòng vòng, review vòng vòng cho mọi người xem. Máy mài. Này máy mài. Ở trong đây thì nó hơi tối. Chung cái kho ở đây, ông chủ này tới 4 cái kho giống vậy lần. Nhiều lắm. Đó, cho mọi người xem hàng hóa ở nước ngoài nó như thế nào so với Việt Nam mình. Đó, khoan cần chà bá. Ở đây có nguyên lô xe năng điện nữa nè, một đống luôn xe năng điện. À, mâm cặp để mình hỏi mâm cặp mình mua được rồi đem về Việt Nam bán. Ok, mâm cặp, đồ vết, đầu BT, quá trời luôn. Quay trong đây thì view hơi tối nha cả nhà, thông cảm gán coi giùm mình nha. Thời buổi kinh tế bây giờ gần Tết tới nơi rồi, hàng hóa nó cũng hơi chậm. À, đây có con nén khí nữa nè. Cưa vòng. Máy cưa vòng. Khoan cần chà bá luôn. À, hôm nay hết đường đi rồi. Bây giờ đây con sấy bê tông quá. Con này là con do, con này máy do. Con này của Trung Quốc. Con này rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Máy do của Trung Quốc. Cái này mới sơn lại dính. À, đây có con máy tiện nữa nè, máy tiện 1,5 m tâm cao. Máy tiện China, con máy tiện này 1,5 m. Mâm cặp 800. Con này cũng bự lắm. Ở trong đây tối quá mọi người ơi, để mình đi ra ngoài cho nó sáng.
anh em nhớ theo dõi kênh YouTube của mình nha, Tân Osama, Facebook của mình cũng là Tân Osama luôn nha mọi người. Đó, đồ quá trời đồ luôn, bình nén khí, máy mài mini, cái mài nhỏ không. À đây có con sọc nữa nè, sọc chà bá, máy sọc. Nghe anh em có cần mua cái gì đó, muốn tìm hàng hóa, máy phát điện, xe nâng, xe cuốc, xe đào, motor, nén khí, anh em cần cái gì thì cứ liên hệ với mình, mình đi tìm hết luôn cho cả nhà. À, con này là máy sọt 320, máy sọt này nó thì nó của Trung Quốc, 320 máy sọt mâm cũng bự. Kho này hiện tại gì, tại vì gần Chinese New Year rồi, gần Tết ta rồi, bởi vì Singapore nó cũng ăn Tết ta như mình, bởi vì ông bán hàng cũng gần hết rồi, không có nhập hàng quá về nhiều. Ở bên đây nó ăn hai cái Tết, à nhiều Tết lắm, có Tết Mã Lai, Tết này Tết kia nữa. Máy tiện. À con đột đây, qua đây mình coi cái con đột SB15. Máy file. Đột Armada. Armada SB15. Cái này mua được nè mọi người. À 15 tấn. Ok. Đi vòng vòng cho mọi người xem. Nói chung ở đây hàng Trung Quốc cũng nhiều lắm. Người Singapore người ta không có suy nghĩ hàng Nhật hay hàng Trung Quốc hay hàng châu Âu gì đâu. Người ta chỉ nghĩ là cái máy đó sẽ làm ra việc, cái máy đó rẻ là ok. Tại vì không như người Việt Nam mình, tại vì đa số máy Trung Quốc đâu phải là máy Trung Quốc đâu phải là dởm là xài không được đâu. Trung Quốc có nhiều cái máy nó xài còn ngon hơn máy Nhật nữa. Hàng Trung Quốc mà xuất Nhật á, rồi xài nội địa rất là ngon. Người Việt Nam mình ảnh hưởng tâm lý dữ lắm. Việt Nam mình ảnh hưởng tâm lý bởi vì chê đồ Trung Quốc. Tại người Việt Nam mình đa số hại người Việt Nam mình không à. Mua đồ rẻ về bán rẻ lừa lọc nhau. Mình chụp cái con này coi. 1m640. Máy tiện này đẹp đây. Con này có hầu luôn. 1m6. Con này cái lỗ nó chắc cũng được 60 quá. Quên đem cái thước rồi. Đây con này tầm cao. Con này cũng đẹp. Con này chắc 2m. Con này của Taiwan, GOC, lỗ bự. Có 100. Bên kia có con mài Okamoto nữa. Ok. Mình quay tổng thể cái bãi máy công cụ cho mấy anh em xem. Mình review. Má căng à anh cơ? Lên Stam à? Má căng à? Ồ, hôm nay giờ chưa. Mình nghỉ. Ok, cảm ơn mọi người. Ok, cảm ơn cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã coi video của mình nha. Mong là mấy anh em cần mua bán hàng hóa máy móc gì đó thì liên hệ trực tiếp với mình. Số điện thoại của mình là 0939699788. Facebook của mình là Tân Osama. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình nha, để mình có động lực mình phát triển. Ok mọi người, bye bye, cảm ơn.